Đậu mì ha, mình quay một vòng cho các bạn xem những cái loại mì này các bạn đã ăn qua chưa ha. Đó, giá cả nó có hết nha, dùng 1 đô, cái này là 6 đô 22 là nguyên bịch vậy nè, bịch gì cũng có, chắc cũng cỡ mình sao gói gì đó ha. Mình coi lựa cái loại nào đó mình ăn nha. Đó, và các bạn muốn ăn loại nào mình mua về mình review cho các bạn ăn thử nha. Đó, quá trời luôn, có loại 4, cái này là 4 đô 99 luôn ha. Qua Mỹ nhiều khi tiết kiệm ăn cái này luôn, này 5 đô đi. Đó, giống như 5 đô liền bịch. Tùy theo món ăn, nhiều khi nó rẻ tiền nhưng mà nó thích hợp với mình nha. Đó, nhiều khi mắc tiền mà chưa chắc đã ngon, nó không thích hợp với khẩu vị mình, nhưng không giống như nó cũng không ngon rồi. Nè, có nguyên này 3 đô 9 luôn nè, 4 đô luôn. Này rẻ thôi. Đó. Mình cũng ăn rất là nhiều loại mì luôn. Tại vì mình tiết kiệm mà mình phải ăn mì, còn nếu mà mình không tiết kiệm thì mình ra mình ăn phở, mình bữa tiết kiệm mà bữa không tiết kiệm. Đó, đây nè ha, 5 đô 5 đồng mấy nè ha, thì theo các bạn chọn cái loại nào nè, chọn loại nào có. Mà nếu mình không ăn pha cái này phải bỏ vô cái tô nha, còn không ấy là có cái tô sẵn cho mình luôn nè, nó có cái tô là mình tháo ra một cái gì là 2 đô 2 đô 29 đó, một cái thứ gói mì vậy đó. À, trong đây có nhiều loại mì lắm, rồi có gần cả 50 loại mì, mì ly nữa, nha. Đó, 1 đô 9 cũng có rồi ha, đó, đầy đủ hết. Ủa, như hảo hảo luôn nha, có hảo hảo luôn nè, các bạn nào thích hảo hảo có hảo hảo luôn nè, đâu ghê chưa? Đó, có hảo hảo luôn, hảo hảo mì ở Việt Nam đó, đó có du biết gì không? Có lẩu Thái nữa nè, mì lẩu Thái nè, đó mì lẩu Thái có luôn ha. Ủa, quá trời nhiều loại mì luôn chứ không phải không ấy các bạn, mì nhiều lắm đó. Cái này là 0,59 đồng một gói gì nè. Đó, rồi hảo hảo nè, hảo hảo sa tế nè, bây giờ mình mua thử cái gói này thử cái các bạn, thử gói hảo hảo coi ngon không nha. Rồi, mua 2 gói đi, 2 gói ăn review thử coi. Thưa, ở bên Việt Nam mình mua hảo hảo mình ăn hoài, giờ đây coi hảo hảo có ngon không. Bây giờ mình mua một cái gói hảo hảo, rồi một cái gói cái này là cái gì, hủ tiếu nè, hủ tiếu đồng 29 nha. Ủa, mắc hơn mì luôn ha. Thôi mình không ăn hủ tiếu đâu, ăn lẩu Thái đi, mình ăn gì như mì nè, mì lẩu Thái nè. Rồi 2 cái thôi, cái này gặn cái lẩu Thái mắc hơn ha, gặn đồng luôn đó. Rồi để mình chọn một cái loại nào nó rẻ, thiệt rẻ luôn, để mình coi ăn cái cảm nhận là sao nha. 0,59 nè. Còn nào nữa không? Bắt luôn này ha. Đây là 2 đô 99 luôn, 3 đô luôn. Rồi mình coi cái loại nào mà rẻ nhất nữa, rồi cái nào ngon hơn. 0,59 nè. Không biết là loại này là loại gì mà 0,59 nè. Chít cành ha. Rồi thử gói coi sao ha. Gói mì nè, mình mua 3 gói, mình tổng cộng 3 gói ha.